Kính chào quý phụ huynh và tất cả các em học sinh của trường tiểu học Hanh Thông. Cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết tập đọc ngày hôm nay. Để tiết học diễn ra hiệu quả, cô lưu ý các em một số yêu cầu sau. Các em chú ý chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, chú ý khoảng cách ngồi học, tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Trước khi đến với bài học mới, cô mời các em cùng xem một đoạn video clip ngắn nhé. Như vậy, cô trò chúng ta vừa lắng nghe một bài hát thật đáng yêu của các bạn nhỏ dành tặng cho các chú bộ đội, phải không nào? Các em biết đấy, hình ảnh của chú bộ đội luôn là niềm yêu mến của tất cả các bạn học sinh. Và hôm nay, chúng ta sẽ học một bài tập đọc liên quan đến các chú bộ đội. Đó là bài Chú đi tuần của tác giả Trần Ngọc. Đây là hình ảnh các chiến sĩ đi tuần trong đêm qua trường học sinh miền Nam. Bài thơ Chú đi tuần là bài thơ nói về tình cảm của các chiến sĩ công an với học sinh miền Nam đang học ở trường nội trú miền Bắc. Các chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào? Các chú có những tình cảm và mong ước gì đối với các bạn học sinh? Để biết được những điều này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua bài thơ này nhé. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 51. Các em biết không, đây là bài thơ các chú bộ đội dành tặng cho các bạn nhỏ. Chính vì vậy, chúng ta sẽ đọc với giọng đọc nhẹ nhàng, trầm lắng, trìu mến, thiết tha, thể hiện tình cảm yêu thương của người chiến sĩ công an với các cháu học sinh miền Nam yêu mến. Bây giờ, cô mời các em cùng lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo nhé. Chú đi tuần, thân yêu tặng các cháu học sinh miền Nam. Gió hun hút lạnh lùng, trong đêm khuya phố vắng, súng trong tay im lặng, chú đi tuần đêm nay. Hải Phòng yên giấc ngủ say, cây rung theo gió, lá bay xuống đường. Chú đi qua cổng trường, các cháu miền Nam yêu mến, nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến, các cháu ơi giấc ngủ có ngon không? Cửa đóng che kín gió, ấm áp dưới mền bông, các cháu cứ yên tâm ngủ nhé. Trong đêm khuya vắng vẻ, chú đi tuần đêm nay, nép mình dưới bóng hàng cây, gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi. Rét thì mặc rét cháu ơi, chú đi giữ mãi, ấm nơi cháu nằm. Mai các cháu học hành tiến bộ, đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay, cháu ơi, ngủ nhé cho say. Trần Ngọc. Cô đã đọc xong bài rồi, các em có nhớ đọc thầm theo cô không? Ông Trần Ngọc, tác giả của bài thơ này, là một nhà báo quân đội. Vào năm 1956, ông là chính trị viên đại đội thuộc trung đoàn có nhiệm vụ bảo vệ thành phố Hải Phòng, nơi có nhiều trường nội trú dành cho con em cán bộ miền Nam học tập. Ngôi trường mà ông thường đi tuần qua là trường miền Nam số 4, dành cho các em tuổi mẫu giáo. Xúc động trước hoàn cảnh các em còn nhỏ đã phải sống xa cha mẹ, ông đã làm bài thơ Chú đi tuần để tặng các em. Đây cũng chính là hoàn cảnh ra đời của bài thơ này đấy. Để giúp các em đọc đúng được bài tập đọc này, cô trò chúng mình cùng sang hoạt động đầu tiên là luyện đọc.
Các em thân mến, khi quan sát bài thơ, các em sẽ thấy tác giả chia bài thơ thành bốn khổ. Đặc biệt ở mỗi câu thơ, tác giả có lượng từ ngữ khác nhau. Ví dụ trong câu thơ "Chú đi tuần đêm nay" thì câu thơ này có 5 tiếng. Còn trong câu thơ "Hải phòng yên giấc ngủ say" thì lại có 6 tiếng. Chính vì vậy, bài thơ này được viết theo thể thơ tự do đấy các em. Sau khi nghe cô đọc và đọc thầm theo thì các em có phát hiện những từ nào khó đọc cần lưu ý không? Cô nhắc chúng mình cần luyện đọc cho cô những từ ngữ sau. Các em đọc to theo cô nhé. Hun hút, đêm khuya, lưu luyến, lạnh buốt. Các em nhớ đọc và phát âm chính xác những từ ngữ trên. Bên cạnh đó, trong bài thơ này còn có những dòng thơ khiến các em khó khăn trong việc ngắt nghỉ hơi. Ví dụ như những dòng thơ sau. Nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến, các cháu ơi giấc ngủ có ngon không? Cửa đóng che kín gió, ấm áp dưới mền bông, các cháu cứ yên tâm ngủ nhé. Các em nhớ mình sẽ ngắt hơi ở những dấu câu. Bên cạnh đó ta cũng phân biệt, ví dụ như cửa đóng che kín gió thì các em sẽ ngắt hơi ở từ cửa đóng. Các em cố gắng luyện đọc theo phần gợi ý trên của cô nhé. Như vậy, cô đã giúp các em luyện đọc được một số từ và dòng thơ khó đọc. Cô tin rằng với việc luyện tập thì các em sẽ đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc này đấy. Bây giờ cô mời các em mở sách trang 52, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của những từ khó nhé. Đầu tiên, chúng ta phải biết đây là bài thơ mà các chú bộ đội thân tặng các cháu học sinh miền Nam. Vậy, học sinh miền Nam có nghĩa là gì? Học sinh miền Nam, học sinh là con em cán bộ, nhân dân miền Nam ra miền Bắc học ở các trường nội trú trong thời kỳ nước ta bị chia cắt năm 1954 đến năm 1975. Bên cạnh đó, các em vẫn chưa hiểu đi tuần có nghĩa là gì? À, đi tuần có nghĩa là đi để quan sát, xem xét tình hình trong một khu vực nhằm giữ gìn trật tự, đề phòng bất trắc đấy các em. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu những từ ngữ khó trong bài đọc và đã hoàn thành hoạt động 1. Để giúp các em hiểu được nội dung bài, bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động tiếp theo, tìm hiểu bài. Các em thân mến, công việc tuần tra canh gác là công việc thường xuyên của những người chiến sĩ. Vậy, để biết được người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào, cô mời các em đọc thầm khổ thơ 1 và trả lời cho cô câu hỏi. Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào? Ngay từ những dòng thơ đầu, các em đọc và thấy ở đây đó là gió hun hút lạnh lùng. Trong đêm khuya phố vắng, súng trong tay im lặng, chú đi tuần đêm nay. Vậy là hoàn cảnh của các chú đi tuần đó là gió hun hút, là đêm khuya gió rét khi mà cả Hải Phòng yên giấc ngủ say. Cây rung theo gió, lá bay xuống đường. Vậy là người chiến sĩ đi tuần giữa đêm khuya, gió rét, mọi người đã yên giấc ngủ say. Từ đây ta thấy được khổ thơ 1 nói về sự khó khăn, vất vả của các chiến sĩ đi tuần đêm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 2. Đặt hình ảnh người chiến sĩ đi tuần bên hình ảnh giấc ngủ yên bình của học sinh. Tác giả bài thơ muốn nói lên điều gì? Các em có biết không, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế, khi thành phố đã chìm trong màn đêm, mọi người đã yên giấc ngủ say, chỉ có các chú vẫn tuần tra canh gác. Như vậy, tác giả đặt hình ảnh người chiến sĩ đi tuần bên hình ảnh giấc ngủ yên bình của học sinh để ca ngợi những người chiến sĩ tận tụy quên mình vì hạnh phúc của trẻ thơ, của tất cả mọi người. Trẻ em luôn cần được tất cả chúng ta chăm sóc, bảo vệ. Các em cần được chăm sóc và yêu thương hơn khi còn ít tuổi mà đã phải sống xa bố mẹ, gia đình. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà các chiến sĩ của chúng ta đã không quản ngại gian khổ, khó khăn để bảo vệ sự bình yên cho các em. Vậy, các em hãy nêu cho cô biết
Tình cảm và mong ước của người chiến sĩ đối với học sinh miền Nam được thể hiện qua những từ ngữ và chi tiết nào? Để tìm hiểu được câu hỏi này, cô mời các em đọc thầm các khổ thơ còn lại và suy nghĩ nhé. Các em có biết không, tác giả đã sử dụng những từ ngữ như là các cháu miền Nam yêu mến, nhìn ánh điện qua khe phòng, lưu luyến, các cháu ơi giấc ngủ có ngon không? Vậy các em có thể thấy các chú chiến sĩ gọi các bạn ấy là những học sinh yêu mến, nhìn qua khe cửa với ánh nhìn lưu luyến và các câu hỏi cảm thán như là các cháu ơi giấc ngủ có ngon không? Từ đó ta thấy tình cảm của người chiến sĩ thể hiện qua cách xưng hô thân mật giữa chú với cháu hay là từ các cháu ơi. Bên cạnh đó còn có các từ ngữ như là yêu mến, lưu luyến. Chú còn lo lắng bằng cách hỏi thăm giấc ngủ có ngon không. Bên cạnh đó còn dặn các bạn nhỏ cứ yên tâm ngủ nhé, tự nhủ chú đi để giữ mãi ấm nơi cháu nằm. Như vậy các em thấy qua những từ ngữ xưng hô, cách thăm hỏi, các chú có những mong ước, đó là mong ước các cháu được yên giấc ngủ ngon, được yên tâm học hành, ngủ say. Vì chính những điều đó sẽ là động lực để các chú làm việc, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mai các cháu học hành tiến bộ, đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay, chính là mong ước của các chiến sĩ đối với các bạn nhỏ. Như vậy, ta thấy được rằng khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba thể hiện tình cảm của các chiến sĩ đối với học sinh miền Nam. Còn khổ thơ thứ tư là mong ước của các chiến sĩ về tương lai của các cháu. Trên đây là nội dung của từng khổ thơ, các em cùng xem lại lần nữa nhé. Vậy là qua toàn bộ những câu hỏi trên, các em đã phần nào hiểu được hết những tâm trạng, tình cảm, mong muốn mà tác giả đặt vào trong bài thơ này, phải không nào? Qua những gì vừa tìm hiểu, các em có biết nội dung của bài tập đọc này là gì không? Bài tập đọc ca ngợi các chiến sĩ công an yêu thương, các cháu học sinh, sẵn sàng chịu gian khổ, khó khăn để bảo vệ cuộc sống bình yên và tương lai tươi đẹp của các cháu. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung bài. Để thể hiện tốt nội dung, các em cần đọc với giọng đọc nhẹ nhàng, trầm lắng, trìu mến, thiết tha và chú ý cách nhấn giọng, ngắt nhịp giữa các dòng thơ. Bây giờ cô trò chúng ta cùng luyện đọc diễn cảm hai khổ thơ sau nhé. Các em đã nhớ những lưu ý của cô chưa nào? Theo các em, ở khổ thơ này chúng ta có thể nhấn giọng ở đâu? Sau đây là gợi ý của cô. Các em hãy dùng bút chì gạch chân những từ ngữ và đánh dấu lại nhé. Các em sẽ nhấn giọng ở những từ cô tô màu và nghỉ hơi ở những nơi cô gạch dấu. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc. Gió hun hút lạnh lùng, trong đêm khuya phố vắng, súng trong tay im lặng, chú đi tuần đêm nay. Hải phòng yên giấc ngủ say, cây rung theo gió, lá bay xuống đường. Chú đi qua cổng trường, các cháu miền Nam yêu mến, nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến, các cháu ơi giấc ngủ có ngon không? Cửa đóng che kín gió, ấm áp dưới mền bông, các cháu cứ yên tâm ngủ nhé. Các em vừa nghe cô đọc và đây là một gợi ý cho các em. Các em hãy cố gắng luyện đọc để đọc tốt hơn nhé. Bài học hôm nay thật hay và ý nghĩa phải không nào? Các em hãy chọn những câu thơ mà em yêu thích và học thuộc lòng chúng nhé. Trên đây là toàn bộ bài học ngày hôm nay. Bài thơ Chú đi tuần được viết theo thể thơ tự do với lời thơ trong sáng, trìu mến, tràn đầy tình yêu thương của tác giả Trần Ngọc đã làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ tận tụy, sẵn sàng chịu đựng gian khổ vì hạnh phúc trẻ thơ, vì cuộc sống bình yên của con người. Chắc hẳn sau bài thơ này, chúng ta càng thêm yêu, thêm nhớ cái chú bộ đội phải không nào? Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe. Cô hy vọng sau mỗi tiết học, các em sẽ có thêm nhiều kiến thức mới, luôn học thật giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé. Chào tất cả các em!